Phóng viên trẻ qua đời vì mắc Covid-19, hình ảnh giành giật sự sống bên máy thở gây xúc động. Thông tin phóng viên Kiều Quốc Tuấn thuộc đơn vị tạp chí Ngày Mới Online vừa qua đời vì Covid-19 khiến nhiều độc giả và đồng nghiệp vô cùng thương tiếc. Gần 2 năm Việt Nam oằn mình chiến đấu cùng Covid-19, đại dịch đã khiến trạng thái cân bằng xã hội bị phá vỡ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tất cả đều không đáng sợ bằng hình ảnh virus corona âm thầm cướp đi sự sống hàng nghìn gia đình. Những tang lễ không người viếng, không được nhìn nhau lần cuối, chính là hồi chuông cảnh báo dành cho những ai xem, vẫn đang xem thường sự sống. Trong khi người dân được yêu cầu ở nhà để giữ gìn sức khỏe thì đâu đó tại những khu cách ly, bệnh viện dã chiến, v.v. Lực lượng phóng viên, biên tập viên vẫn hàng ngày túc trực mang đến những tin tức nóng nhất đến khán giả. Thế nhưng Covid-19 không chừa một ai. Thông tin phóng viên Kiều Quốc Tuấn, công tác tại đơn vị tạp chí online vừa qua đời vì Covid-19 khiến cho nhiều độc giả và đồng nghiệp vô cùng thương tiếc. Mặc dù đối mặt với giây phút sinh tử, tuy nhiên phóng viên Kiều Quốc Tuấn vẫn gây xúc động bởi tinh thần lạc quan, truyền nguồn năng lượng tích cực như một thói quen nghề nghiệp. Dẫu đang nằm trên giường bệnh nhưng anh vẫn cập nhật hình ảnh bản thân đương đầu với Covid-19. Từng khoảnh khắc chân thực được ghi lại từ lúc phát bệnh, giây phút biết ơn vì được thở oxy cho đến khi buông thả vì kiệt sức. Tất cả đều là những minh chứng sống cho thấy sự nguy hiểm của Covid-19 đến nhường nào. Không ai ngờ rằng một phóng viên năng nổ trong công việc, một trụ cột vững chắc của tổ ấm đã gục ngã như thế. Ngày 26 tháng 7, nam phóng viên thông báo gia đình mình đã dương tính Covid-19. Lúc này anh vẫn đủ tỉnh táo và không quên cảm ơn những lời động viên. Vừa qua được cơn nguy kịch thì những sự cố liên tiếp xảy ra. Sáng nay em phải hồi sức gấp, bác sĩ phát hiện kịp mà em giữ được mạng sống, v.v. Đang thở máy oxy ngừng làm em không thở được, phải vật lộn nghỉ ngơi gần 3 tiếng em mới lấy lại được một tí sức chống chọi. Giờ thì em tiếp tục khỏe lại rồi. Em giờ ăn uống thật tốt, mau chóng hồi phục để về với gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.